Đường về nhà không quá xa, quá xa. Về nhà để được gặp ba mẹ, ông bà. Một chuyện buồn tôi vẫn sẽ qua, sẽ qua. Dù mình phải ở thật xa, xa tới đâu, trong tình thương có nhau đó là nhà. Xin chào mọi người, chúng mình là nhóm B336. Mình là Kenji. Mình là Winners. Và vừa rồi thì mình và anh Winner đã phim ra một đoạn, anh thấy sao anh? Thì anh thấy rất hay, và đặc biệt đó chính là đây chính là một đoạn nhỏ của nhạc phim Đường về nhà xa quá phần 2. Alright, và đó, khi mà Kenji nói điều đó thì các bạn cũng biết điều gì được không? Đó chính là khi mà các bạn là một fan trung thành hay là yêu thích bộ phim Đường về nhà xa quá phần 1. Con biết thừa anh ấy nói thế là không muốn gặp con, muốn né tránh con, không muốn cho con gặp mẹ chồng như gì. Không hiểu con học nãy giờ, học làm dâu, làm vợ, làm gì không biết. Cậu Tuấn hư quá ta, không? Thôi em sao? Cái gì vậy? Thì nay Đường về nhà xa quá đã trở lại với phần 2 của bộ phim này. Yeah. Với một sự đầu tư gọi là kỹ lưỡng và gọi là khủng hơn. Chỉ chu. Đúng vậy. Thì ngoài ra nha, nội dung em nghe nói, em nghe đạo diễn chia sẻ nội dung cho em là rất là ý nghĩa. Và đặc biệt là sẽ có rất là nhiều vai diễn thú vị nữa. Và vai diễn đó chưa có người đóng nha anh. Chưa có người đóng. Ý là còn thiếu một số những cái nhân tố quan trọng trong cái bộ phim này. Đúng vậy. Thì chúng ta, nếu mà các bạn có yêu thích và có muốn cái cơ hội của mình sẽ đến, các bạn hãy tham gia casting cái bộ phim này. Đó chính là bộ phim Đường về nhà xa quá với thể lệ. Nếu mọi người có nhã ý tham gia, hãy gửi một clip diễn xuất ngắn tầm 45 giây về địa chỉ Hồng Thư. Và hạn chót là ngày 25 tháng 12. Ok, vậy nhưng hãy đừng ngần ngại và hãy đến với bọn mình nhé. Khi mà các bạn có cơ hội mà được thông qua vòng casting ấy, thì các bạn sẽ có những cái quyền lợi rất là đặc biệt và sẽ được làm việc với ekip vô cùng chuyên nghiệp. Và có một điều đặc biệt là các bạn sẽ may mắn được làm việc với Kenji nữa. Yeah. Và cuối cùng, đường về nhà xa quá, chúng tôi cần bạn. Bye.